Đệ nhất Ricky Tiên Nguyễn đăng ảnh sống ảo tiện hé lộ phía trong lâu đài quận 2, chật hẹp vì toàn đồ đắt tiền. Không ai làm lại Tiên Nguyễn luôn đó nha. Nhắc đến diễn đàn Ricky đình đám trên quả mạng, không thể nào ngó lơ ái nữ tỷ phú Tiên Nguyễn. Bởi lẽ không chỉ làm dân tình choáng váng vì độ giàu có của gia đình, cô nàng còn sở hữu nhan sắc không có đối thủ. Dù rằng không lên sóng 24/7, mỗi lần xuất hiện Tiên Nguyễn đều có cách để dân mạng phải châm trồ nhan sắc rạng rỡ, thân hình nóng bỏng của mình. Mới đây nhất, đệ nhất Ricky lại thêm một lần khuấy đảo quái mạng khi đăng ảnh check-in sương sương lâu đài quận 2. Rõ ràng ở nhà cả mấy tháng nay chẳng ra đường, Tiên Nguyễn trông vẫn chảnh khi quần áo chỉnh chu, gương mặt xinh xắn. Chưa hết, trong lần sống ảo này, ái nữ tỷ phú cũng tiện tay hé lộ thêm không gian sống của gia đình. Trong bức ảnh, phòng khách nhà Ricky có phần hơi chật hẹp. Thế nhưng chật hẹp ở đây không phải vì nhà nhỏ mà là vì những món đồ nội thất đắt tiền được chạm trổ tinh xảo đã chiếm sóng gần hết những khoảng trống. Nhìn vào tấm ảnh, dân mạng chỉ có thể thốt lên sang chảnh quá mà thôi. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.